Daisy ơi, Daisy ơi, Daisy lại chảy nước miếng đó kìa, Daisy lại chảy nước miếng đó kìa. Đấy Ồ. cái gì vậy? Hả? Làm sao? Daisy ngồi chơi vậy hả con? Ngồi chơi vậy hả? Daisy là một chú heo màu hồng. Daisy là một chú heo màu hồng. Yeah, Daisy là một chú heo màu hồng. Băng băng băng. Đúng không? Daisy là một chú heo màu hồng. Yeah. Con biết không? Con có biết điều đó không? Hả? Con có biết điều đó không? Daisy ơi, Daisy ơi, trời ơi, Daisy cười xinh quá à. Daisy hay cười như vậy nha. Mà sao, con làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Lại leo băng bóng nữa. Cái gì, nói gì? Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Vui vậy hả? Vui vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi rồi Daisy có vui không? Đi, Daisy có vui không? Hả? Hả? Vậy luôn. Ghê vậy. Thiệt luôn hả? Rồi Daisy làm sao? Rồi Daisy làm sao? Rồi 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 Daisy có sợ không? Daisy thấy bình thường à? Daisy không sợ đúng không? Đúng rồi, chuyện nhỏ mà. Đúng rồi, chuyện nhỏ mà. Vậy luôn à? Ghê vậy. Ghê vậy. Ghê thiệt chứ. Ghê được đúng không? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Hả? Rồi Daisy làm sao? Ồ, Daisy giỏi vậy luôn hả? Ồ, thiệt luôn hả? Wow, hay quá ta. Hay thiệt luôn á. Hay thiệt luôn á. Yeah, đúng rồi. Daisy hay quá à. Thích quá à. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa con? Hả? Rồi sao nữa? Ồ, thì ra là vậy hả? Thì ra là vậy hả? Vậy hả con? Vậy hả? Giỏi quá à. Đây chi giỏi quá à. Đây chi còn chuyện gì kể mấy mình nghe nữa không? Hôm qua đây chị ở nhà với ba giỏi không? Hôm qua ba chở Daisy đi đâu á? Hả? Không có ba chở Daisy đi đâu? Không có ba chở Daisy đi ăn mặc đó nù. Đúng không? Rồi Daisy có ăn được gì không? Không hả? Daisy chỉ uống sữa thôi. Ừ đúng rồi, ba chỉ mua cho ba thôi. Daisy có sữa rồi. Khi nào Daisy lớn rồi Daisy... Ừ. Khi nào Daisy lớn rồi Daisy đi ăn.
Còn bây giờ là chỉ đi chơi thôi, không có mua được gì hết á, không có mua được gì cho Daisy ăn được hết á. Ừ, mai mốt Daisy ăn, mai mốt Daisy có răng rồi, rồi Daisy mới ăn được. Ha, nha. Ừ, khi nào mà Daisy ăn được có là, ồ vậy luôn hả? Daisy phải ăn gì? Mai mốt mà Daisy có răng là Daisy ăn gì? Muốn ăn gì? Ăn nhiều thứ vậy luôn hả? Ăn nhiều thứ mà không nói lên lời luôn hả? Trời ơi cái miệng này. Làm sao? Yeah, đúng rồi. Rồi sao nữa? Hả? Ừ? Hôm nay mẹ mới đi làm. Tạm mời Daisy ở nhà với ba nha. Ba chở Daisy đi đâu đó thì hỏi ba xem coi ba có mua gì cho Daisy ăn được không? Chắc không được quá. Mà Daisy có tiền không? Daisy đâu có tiền đâu mà Daisy ăn được. Đâu có tiền đâu mà ăn. Đây, Daisy có thẻ không? Người ta phải quẹt thẻ chứ. Lục túi có thẻ nào không? Hả? Không có thẻ là sao mua đồ được? Hả? Để khi nào mommy đi đi làm cho thằng Daisy cái thẻ nhá. Ừ. Đúng rồi, để Daisy đi. Để Daisy đi mua sữa nè, đi mua đồ ăn nữa chứ đúng không? Hả? Có thẻ tên là Daisy luôn. Ừ ghê không? Ghê thì chứ, ghê nhỉ. Ừ. Đi xong rồi đưa thẻ, quẹt thẻ, trả tiền, đi về. Vậy đó. Khi nào mà muốn mua gì? Ừ, khi nào muốn đi đâu á là cứ đi thôi. Ba không cần chở luôn. Đi xong rồi cầm thẻ, quẹt thẻ, mua đồ ăn ăn. Ha. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chưa có thẻ á. Lớn một xíu rồi đi. Biết ăn rồi mới mua thẻ được, mới làm thẻ được nha, mới làm thẻ được được không? Đây, Daisy muốn làm thẻ ngân hàng nào hả? Daisy còn chưa có tài khoản nữa mà. Ăn rồi xài tiền rồi tiền đâu trả hả? Ăn rồi tiền đâu trả, quẹt thẻ xong rồi cuối tháng là ai trả tiền cho Daisy? Daisy có tiền không? Không, mami không trả được đâu. Mami đâu có tiền. Mami đâu có tiền đâu. Không có tiền là không mua đồ ăn được đâu. Nhìn sao? Nhìn sao? Giải quyết vấn đề đó là sao đây ta? Daisy suy nghĩ hả? Để Daisy suy nghĩ cái nha. Nha. Cái miệng chóp chép chóp chép nè. Cái miệng chóp chép chóp chép nè. Chờ xíu nữa đi, chờ chờ thêm 2 3 tháng nữa đi là Daisy có thể ăn được rồi ha. Bây giờ uống sữa hòa chén nha. Đúng rồi, nó chén thiệt chứ, cứ sáng ra là uống sữa, uống hoài giờ chén nha, ngày nào cũng uống sữa chén ghê chứ. Giờ muốn ăn nhiều thứ mà không ăn không cho ăn. Ừ bực quá à. Ngày nào cũng uống sữa chứ. Ăn có ăn riết có món chén nhỉ? Đúng không Daisy? Ồ. Ồ đúng rồi. Bác sĩ chưa cho ăn. Bác sĩ chưa cho Daisy ăn nữa. Bực quá. Bực không? Daisy có bực không? Ồ. Thôi ráng chờ đi. Chờ thêm 2 3 tháng nữa đi. Rồi Daisy ăn thử baby food nha. Nha. Ừ, ok. Bây giờ ráng uống sữa đi, uống sữa cho nó cho nó khỏe xong rồi mới vừa được ăn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, trời mới nghe đồ ăn thôi là cái miệng cái ui rồi. Bây giờ suy nghĩ về đang thèm ăn gì hả? Ghê. Ôi thiệt tình luôn á. Giờ Daisy đi ngủ nhé. Buồn ngủ chứ con.
Hả? Buồn ngủ chưa? Lazy ơi, Lazy buồn ngủ chưa con? Đi ngủ thôi. Yeah. Ừ. Con chào các cô chú đi. Con chào các cô chú. Con đi ngủ. Chào các cô chú đi ngủ nè. Hai, ba. Chào đi. Say bye bye. Con chào đi. Con say bye bye đi. Bye bye. Nói đi. Bye bye. Đi đi xin nó bye bye đi. Say bye bye. Hai, ba. Đi 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 hôn cô chú một miếng nè, hôn đây chú, hôn các cô chú một miếng nè, một hai ba hôn. Giờ đây đi ngủ nghe, giờ đây đi ngủ nha. Yeah, giờ đây đi ngủ thôi, đi đi ngủ đi con.